Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay em lại mang tới cho các bác là một cái mẫu xe mà đẹp tuyệt trần, đặc biệt xe gia đình, không khoan đục, không dịch vụ. Đó là Kia Morning bản Sport, bản hàng nhập ba cục các bạn nhé. Và đây là cái mẫu xe New Morning, nó được lắp ráp hàng Việt Nam tại công ty ô tô Trường Hải năm 2011. Thì cái hàng này lúc đó thì chỉ là nhập về và lắp ráp thôi các bạn nhé. Thì người ta thường thường hay gọi cái hàng này là hàng ba cục. Thì nó được trang bị túi khí điều hòa ô tô, là một cái mẫu xe gia đình mà cực kỳ đẹp và chất lượng. Nó nhìn y như con xe nhập khẩu này các bạn nhé. Đấy, nó giống y như con xe nhập khẩu này thôi các bạn ạ. Chỉ khác mỗi cái là được là lắp ráp tại Việt Nam. Và cái la răng thì xe nhập đó là la răng Hoa Thị, nhưng xe trong nước thì nó là cái la răng dạng tăng chống, nó cũng là răng đang như là khác hình thức các bạn ạ. Về con này thì từ cua lốp đến cua gầm của xe nó là nguyên bản hết các bạn này, một chiếc xe đẹp các bạn nhé. Đó, và cái chiếc xe này là cái bản Sport các bạn ạ, được sản xuất năm 2011, mang tên tư nhân, xe cam kết đẹp tuyệt vời và đăng kiểm tháng 1 năm 2025 các bạn nhé. Là một cái mẫu xe mà đẹp và chất lượng, em tuyển cho các bác là ok. Bác nào mà quan tâm tới cái mẫu xe mà hàng chất lượng như cái chiếc xe này bên em tuyển thì các bác liên hệ em ngay. Và cái giá em đang chào bán cho các bác con xe này là cái cửa tiền 128 triệu quay về mà các bác sở hữu cái chiếc xe Kia Morning mà bản Sport đẹp như này các bác nhá. Đẹp như này. Đó, đây, mang này. Đấy. Còi rất là to, được trang bị túi khí. Đấy. Dạng điều hòa là điều hòa auto các bạn này, củ số là củ số zin đó các bác này. Đấy, một chiếc xe đẹp tuyệt vời các bạn nhé, không khoan đục, không dịch vụ. Đấy, bác nào mà thích xe đẹp đây, đó khóa thì có ba chìa khóa, khóa zin theo xe còn đây các bạn nhé. Đó, ba chìa khóa zin. Đấy các bạn này, bác nào thực sự mà quan tâm cái chiếc xe mà chất lượng đẹp như này, đấy, đầu vẫn đầu zin theo xe, hoạt động rất là tốt các bạn nhé. Đây thì em sẽ cho các bạn kiểm tra. Đấy, điều hòa ô tô đây các bạn nhé. Máy lạnh thì rét buốt luôn các bạn ạ. Đấy, máy rét buốt luôn. Đấy, điều hòa cực kỳ mát. Đó. Đấy, tắp lô tắp lì nó đẹp. Ghế đây các bạn nhé, ghế rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn đủ bản nhập qua cục thì có loa tép và có gương kính chỉnh điện các bạn nhé. Có gương kính chỉnh điện, khóa kính 4 kính các bạn này. Và toàn bộ là tay mạ chrome và toàn bộ đồ nhựa zin đét các bạn nhé. Keo chỉ thì zin 100%, các bạn yên tâm là như vậy. Và đặc biệt là sơn bên trong zin không mất một phân keo chỉ nào. Đó là cái chiếc xe mà bên em tuyển là chấm hết cho khách hàng nào mà yêu cái chiếc xe đẹp như này các bạn nhé. Đó các bạn này. Đấy, bác nào mà quan tâm tới cái mẫu xe này, keo chỉ zin 100% các bạn nhé. Hiếm có con nào còn đẹp như này luôn. Thì cái bản Sport này thì là các bạn lưu ý này, cái bản Sport này là nó hay vướng vào xe dịch vụ các bạn nhé. Và con này đây, các bạn nhìn này, tắp lô tắp ly không hề xước sát gì các bạn ạ, không khoan đục, không dịch vụ các bạn nhé. Đấy, nó đẹp như này các bạn này. Đó, đây thì các bạn nhìn này, từ ổ khóa này, đấy, sáng choang. Đấy, bản Sport thì các bạn lưu ý này, cái này nó ốp mà các bạn nhìn khác so với bản trong nước các bạn nhé. Cửa riêng những cái này đây các bạn này, cửa này, những con xe là cửa đóng này các bạn này, nó đóng phình 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 các bạn nhé. Đó, tức là cửa nó mỏng tanh các bạn này, rất là mỏng các bạn nhé. Đó, đây các bạn này, một chiếc xe này, tất cả là zin hết đây các bạn nhé. New Morning gọi cái zin chưa bóc các bạn này, sơn zin hết các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn này, biển 18 nhá các bạn này, rút hồ sơ sang tên thoải mái. Đấy các bạn này, đấy zin hết này. Đấy cửa này, đấy các bạn này, đấy độ zin nó thế các bạn. Cái bản này thì nó được trang bị cả xi nhan ở trên gương các bạn lưu ý nhá, nó xi lại cả xi nhan ở trên gương luôn. Đấy các bạn này. Và cái chiếc này thì nói thật với quý vị các bạn, nó có cả đèn phanh trên cao, có còn mưa sau. Đó là cái bản đủ. Và đây thì các bạn quan sát này, tất cả máng nước, tai đèn của xe, mọi cái chức năng hoạt động rất là ok các bác nhé. Zin đét đèn đèn tất cả cho các bác. Đấy, từ cái giá của xe, giá đồ nó vẫn còn đây các bác nhé. Đấy, chúng ta để chở đồ rất là tiện lợi luôn, khỏe khoắn, chắc chắn. Đấy, bác nào mà quan tâm với chiếc Morning này, ở cửa tiền rất vừa phải các bạn nhé. Trần thì trần nỉ này. Đấy các bác thấy không, trần nỉ đấy. Đó, bác nào mà quan tâm với chiếc xe nó đẹp và chất lượng như này các bạn nhé. Đấy, ghế thì đẹp chấm hút luôn.
Đấy, bác nào quan tâm alo. Đây thì các bác quan sát này. Đấy, cửa của nó đóng này các bạn này. Nó không đi nhiều các bạn nhá. Chúng ta khi chúng ta đóng cửa rất là êm. Đấy các bạn này. Khi mở cửa ra này, đấy nó không bị tự đóng vào các bạn nhá. Đấy, vì nó mở ít các bạn này. Đấy các bạn nhìn này. Đẹp mút ngàn luôn. Zin từ trong ra ngoài các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe này. Ổ khóa đây, sáng choang. Đấy, sáng choang các bạn nhé. Keo chỉ cột kèo zin đét đen đen các bạn nhé. Chiếc này thì các bác yên tâm là xe đẹp luôn. Đấy, bên em tuyển cam kết cho các bác đây. Đình đố đây. Đó, zin đét nhé các bạn nhé. Đây, zin đét đen đen này. Đó, bác nào mà thực sự quan tâm cái chiếc xe nó chất lượng và đẹp như chiếc này bên em tuyển đấy. Đấy các bạn này. Sport thì con này đi sướng lắm các bạn ạ. Xăng ăn ít lắm cực kỳ luôn các bạn nhé. Xăng ăn cực ít luôn. Đấy, về việc cái bản này thì bản nó là bản nhập vào cục để đi thoát xe các bạn ạ. Đi thoát xe cực kỳ luôn. Nó y như cái con này. Đây các bạn này. Nó y như con xe cho xe nhập này các bạn nhé. Đây. Đây các bạn này. Các bạn nhìn thấy cái chỉ đẹp không? Đấy các bạn nhé. Đấy, chỉ đẹp không? Đủ nhựa đây. Tươi giói giói các bạn nhé. Đây. Xe đây. Tất cả zin đét đây đây các bạn. Rồi các bạn nhé. Zin hết các bạn này. Đây tablo tâm ly đây các bạn này. Đấy các bạn thấy đẹp không? Đấy, áo số là áo số zin đây các bạn nhé. Áo số zin này. Xe nó nguyên bản nó còn từ cái áo số luôn các bạn này. Đấy, ghế nó đẹp không các bạn? Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đó các bạn nhé. Đấy, bác nào mà quan tâm cái chiếc này ấy, thì liên hệ em ngay. Con này đài đầu rất là hay. Đây em thử cho các bác này. Đèn nó lên đèn xe lông đây các bạn nhé. Đấy, đèn xe lông rất sáng đây này. Đây các bạn này. Đèn xe lông này. Xe lông mà lát tối thì sáng choang các bạn nhé. Đèn nó đèn zin đây các bạn này. Đấy, Seoul này, Korea này các bạn nhé. Đó các bạn này. Đấy các bạn nhìn cái mặt hình trước của xe. Kia Morning thì các bác quan sát là phía trước của xe nó rất là đẹp các bạn ạ. Đó các bạn nhìn này. Cái mặt của nó là đã trang bị là cái hai cái đèn gầm dạng như là mắt xích các bạn nhé. Cái đèn này vẫn sáng các bạn nhé. Đây để em bật cho các bạn này. Cái đèn này đéo để trang bị nó cũng độ lên hai cái đèn gầm bi rồi. Đây các bạn này. Đây các bạn này. Chủ nhân rất là chịu chơi. Đây các bạn nhé. Cũng có cái đèn bi ở bên trong nhé các bạn nhé. Lắp cái bi gầm. Đây các bạn. Đấy, lắp bi gầm thì sáng choang luôn. Đấy. Bác nào mà thích cái chiếc xe mà chất lượng như này nhá thì các bác cứ alo để sở hữu ngay. Là cái mẫu Kia Morning đẹp. Chưa dính tí sơn ở vào đây các bạn nhé. Đấy. Đẹp chấm hết luôn. Đấy, yêu cầu. Đấy, xin nhan đây các bạn nhé. Đó, xe đẹp. Đẹp tuyệt vời luôn. Đây các bạn nhìn cái lock của xe này, đáng yêu. Đấy. Lock nó đây. Đáng yêu không các bạn? Quá tuyệt vời cho một cuộc tình. Đấy các bạn nhé. Đây để em thử cái chức năng. Cái đài này ấy, thì nghe âm thanh rất hay. Zin tất các bạn nhé. Vẫn hoạt động rất là tốt đấy. Đó các bạn nhé. Đó. Đấy trang bị tem đây. Đây thì em sẽ cho các bạn kiểm tra gương phí điện này. Đó. Mọi chức năng rất là ok. Đây em sẽ cho các bạn chỉnh điện này. Đó. Rất ok các bạn nhé. Đó các bạn này. Đấy các bạn thấy chưa. Rất ok các bạn nhé. Đó. Và bây giờ thì em sẽ kiểm cho các bạn kiểm tra đến phần máy các bạn nhé. Máy con này thì thì thầm lắm các bác ạ. Đây bác nào mà thích con này nhá, máy zin, máy lổ như không lổ luôn. Đây các bạn ơi, các bạn nhìn nó đẹp không này, các bác nhìn nó đẹp không này, nó đẹp không này. Đấy zin đét các bạn nhá. Đấy các bạn zin này chưa tháo này. Đây các bạn này, ốc chưa chạm này. Đó các bạn nhìn thấy đẹp không? Chủ lắp còi ngân này. Còi này các bác phải bác lắp triệu ba đây này. Đấy chả biết là lắp còi ngân Hàn Quốc các bạn, lắp Hàn Quốc đi cho to. Đây đời 21 mà đẹp như này các bạn này. Đấy máy đây, máy tàn khốc không các bạn, máy đẹp không? Quá đẹp luôn. Đây các bạn này. Chân máy chưa chạm các bạn nhé. Các bạn này. Đấy cho em nhỏ lại này. Đấy chân máy của nó chưa bị chạm này. Đây các bạn nhìn này. Đấy, ốc có đẹp không? Đấy các bạn này. Đây, các bạn nhìn này. Đẹp trong cuộc tình chưa? Quá đẹp các bạn ạ. Đây, máy đây. Máy đây các bạn này.
Đấy, tuyệt vời luôn. Đấy, hai đầu dàn taxi đến nguyên bản hết các bạn nhé. Đấy các bạn này, zin đét đen đẹp hết này. Đấy các bác nhìn nó đáng yêu không? Quá đáng yêu cho một cuộc tình luôn các bác nhé. Đây. Máy đúng là máy, và máy hàng ba cục Sport lổ tích thật các bạn ạ. Đây, dầu đấy các bạn nhé, tuyệt vời luôn, không một tí hơi thừa. Bác nào mà mua con này đi ấy, thì chấm con hết luôn các bạn nhé. Đó, đẹp thực sự luôn. Với chiếc xe Moling bản SLX mà giá rất là phù hợp cho các bác, là chỉ có 128 triệu là các bác sở hữu ngay, là cái mẫu xe Moling bản SX mà xe đẹp như này các bạn ạ. Thực sự là đẹp luôn, dính đét đẹp luôn. Bác nào mà quan tâm tới cái mẫu Kia Moling bản SLX 2011, xe gia đình các bạn nhé, máy thì chấm hết luôn, thì các bác liên hệ cho em ngay để sở hữu xe. Đó các bạn nhé, đời 2011, xe đẹp, máy chất. Đấy, thì các bác liên hệ em để sở hữu ngay chiếc xe này. Và một lần nữa thì xin cảm ơn toàn bộ các bác đã quan tâm. Còn bác nào mà quan tâm tới con Moling bản SLX số tự động con này các bạn nhé, thì các bác liên hệ cho em ở ngoài 180 một tí, thì các bác sở hữu ngay là cái chiếc Kia Moling này. Đấy, đời 2011. À xin lỗi các bạn, đời 2009 bản 2 túi khí, đăng ký 2013. Các bạn nhé. Đây, zin hết đèn đẹp các bạn ạ. Thì các bạn liên hệ em ngay để sở hữu chiếc xe này các bạn nhé. Và một lần nữa xin cảm ơn toàn bộ quý vị và các bạn đã xem video hai chiếc xe bên em. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn.